chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Đăng thông tin sai về tảng đá giống Sư Thích Minh Tuệ, hai người bị xử phạt. Ngày 4 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt sai sự thật trên không gian mạng liên quan ông Lê Anh Tú, Sư Thích Minh Tuệ. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện hai tài khoản YouTube do ông HVT, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Kiên Giang, và ông TTH, sinh năm 1984, ngụ tỉnh An Giang, đăng ký và sử dụng, đã đăng tải các video bịa đặt sai sự thật về việc xuất hiện tảng đá có hình người giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, An Giang, gây hoang mang trong dư luận. Công an đã mời T và H làm việc và cả hai thừa nhận việc đăng tải nội dung trên là thông tin tự suy diễn, bịa đặt, không đúng thực tế. Đồng thời, T và H đã tự nguyện tháo gỡ các nội dung liên quan đã đăng tải và viết cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ nội dung đăng tải, không để xảy ra trường hợp tương tự. Qua làm việc, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T và H, mỗi người 5 triệu đồng. Trước đó, Ban Tôn giáo Chính phủ cho hay, gia đình ông Lê Anh Tú cũng đã có đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội gây ảnh hưởng đến ông Lê Anh Tú và gia đình ông. Cơ quan này khẳng định, việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Quyết định dừng bộ hành để ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ cần được tôn trọng. Trục lợi từ hình ảnh Sư Minh Tuệ, 130 TikToker, YouTuber, Facebooker bị công an điểm mặt. Ngày 19 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao PA05, Công an tỉnh Gia Lai đã cảnh báo hoạt động lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để trục lợi. Theo đó, trong thời gian qua, ông Lê Anh Tú, 43 tuổi, trú huyện La Grai, tỉnh Gia Lai, người được biết đến là Sư Thích Minh Tuệ, lần thứ tư đi bộ khất thực đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Khi ông đi qua một số tỉnh, có thời điểm hàng ngàn người đã đi theo dõi, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông. Trong số này, ngoài những tín đồ Phật tử, những người đi theo do hiếu kỳ thì không ít người là các nhóm TikToker, YouTuber, Facebooker. Theo PA05, Sư Thích Minh Tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được 6 năm và hơn 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại để khất thực mà không có bất kỳ trở ngại nào. Trước khi trở thành hiện tượng thì chỉ có Sư Thích Minh Tuệ cùng với một người tự gọi là Minh Tạng bộ hành. Tuy nhiên, khi đến tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thì bắt đầu xuất hiện hàng chục người cạo trọc đầu từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ gia nhập, tạo thành đoàn khoảng 70 người, trong đó có nhiều người đến từ các tỉnh An Giang, Kiên Giang. Cùng với đó, lượng TikToker, YouTuber, Facebooker cũng tăng đột biến với số lượng thường trực lên tới 130 người. Trong số này, đa phần đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ như An Giang 16 người, Kiên Giang 12 người. Theo lãnh đạo PA05, có tổng cộng khoảng 70% TikToker, YouTuber, Facebooker đến từ miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Các nhóm TikToker, YouTuber, Facebooker này xô đẩy tranh giành chỗ đứng gần Sư Thích Minh Tuệ để chụp ảnh, quay clip đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạo nên hiện tượng, làm quá lên về Sư Thích Minh Tuệ, kích động tính hiếu kỳ của mọi người để câu view, câu like, để nổi tiếng, trục lợi, kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội. Hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra khi có người bộ hành đi theo đã bị sốc nhiệt tử vong, đặc biệt đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A. Do đó, cơ quan chức năng cần phải có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn, việc lợi dụng hiện tượng Sư Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị, xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật. Hành trình của người được gọi là Sư Thích Minh Tuệ đã tác động lớn đến xã hội, gây ra dư luận trái chiều về việc tu tập của các tu sĩ Phật giáo. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
đã ký văn bản số 151 thông báo rằng người được gọi là Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Thông báo nêu rõ, trong những ngày qua, trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương, đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh clip, gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Theo thông báo, người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú, sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên, đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này một số người dùng mạng xã hội, nhất là các YouTuber, TikToker, đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ, trong mấy ngày nay, ông Lê Anh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, hướng về Khánh Hòa. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội, tạo làn sóng dư luận, xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước việc mạng xã hội phát tán lan truyền nhiều hình ảnh về một người là Thích Minh Tuệ, trang phục mang hình thức như tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ Nam ra Bắc rồi từ Bắc vào Nam. Ngày 16 tháng 5, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản tới các ban, phòng tôn giáo, sở nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu về công tác quản lý nhà nước liên quan đến Phật giáo trên địa bàn. Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ cho hay, qua nắm tình hình bước đầu, ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đây, ông Thích Minh Tuệ đã 3 lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập hạnh Đầu Đà, từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại, nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, lần thứ tư này, hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật tử, có nhiều người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip livestream đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạo nên hiệu ứng Thích Minh Tuệ, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Từ thực tế đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban, Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện tham mưu Sở Nội vụ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, chức năng quan tâm. Khi ông Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo, gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin tuyên truyền để quân chúng nhân dân, tăng ni Phật tử và nhân dân hiểu về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo, về cách thức hành trì của Phật giáo, không cản trở, làm ảnh hưởng việc tu học đúng chính pháp. Vận động chức sắc, tín đồ và quần chúng nhân dân
không tập trung đông người nơi công cộng gây cản trở, ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để các đối tượng thiếu thiện chí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền kích động gây mất ổn định xã hội. Gia đình mong mọi người để cho sư Thích Minh Tuệ được tiếp tục tu hành theo hạnh Đầu Đà của Đức Phật. Ngày 10 tháng 6, rất nhiều người đã tìm tới nhà cha mẹ ông Lê Anh Tú, người còn được biết đến là sư Thích Minh Tuệ. Theo người anh của ông Lê Anh Tú, những ngày qua, sư Thích Minh Tuệ có ghé nhà một thời gian. Khi sư Thích Minh Tuệ về, gia đình rất mừng vì được gặp lại người thân, địa phương cũng hỗ trợ để em trai ông làm căn cước công dân. Tuy nhiên, có nhiều người đến nhà tìm gặp sư Thích Minh Tuệ. Trong số này, ngoài những người là bà con, thân quen của gia đình, còn có khá đông YouTuber và TikToker và những người gia đình không quen biết. Những điều này làm người thân sư Thích Minh Tuệ phải tiếp khách rất nhiều. Do đó, các cụ thân sinh của sư Thích Minh Tuệ chỉ có thể tiếp khách khi nào khỏe mạnh, nếu mệt phải đóng cửa để nghỉ. Tuy nhiên, vẫn có một số YouTuber và TikToker ghi hình ảnh tùm lum của gia đình rồi đăng tải lên mạng xã hội. Thậm chí, một số người còn giả làm nhà sư tìm vào nhà cha mẹ sư Thích Minh Tuệ để khất thực, xin ở lại trong nhà, vờ rơi điện thoại bên trong nhà để lấy lý do vào nhà nhằm ghi hình sư Thích Minh Tuệ. Cá biệt, có người còn treo rào để vào trong nhà rồi ngủ luôn trong vườn. Đến sáng, khi thấy không có sư Thích Minh Tuệ ở nhà thì mới rời đi, anh trai sư Thích Minh Tuệ kể. Cũng theo người anh trai sư Thích Minh Tuệ, thậm chí gia đình còn nắm được thông tin một số người đã tìm tới tận nhà, lợi dụng để vận động, kêu gọi ai yêu mến sư Thích Minh Tuệ thì gửi tiền hỗ trợ. Gia đình khẳng định những việc này không hề liên quan đến gia đình hay sư Thích Minh Tuệ, người anh của sư Thích Minh Tuệ quả quyết. Trong thời gian tới, gia đình sư Thích Minh Tuệ mong muốn các YouTuber và TikToker để cho sư Minh Tuệ được tiếp tục tu hành, học tập bình thường, đi khất thực theo ý nguyện của mình. Sư Thích Minh Tuệ cũng không cần ai đi theo, bảo vệ mà chỉ muốn tu tập theo con đường hạnh Đầu Đà của Đức Phật, người anh sư Thích Minh Tuệ mong muốn. Thích Minh Tuệ, cha mẹ của mình cũng như cha mẹ người khác. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ông Thích Minh Tuệ chụp cùng bố mẹ, anh chị em và các cháu tại nhà riêng ở huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Được biết, ông Thích Minh Tuệ về thăm bố mẹ vào sáng ngày 10 tháng 6 và không báo trước. Ông dành thời gian khoảng 3 giờ đồng hồ để trò chuyện với gia đình. Khi mình về cái địa bàn đây ấy, thì mình gặp lại gia đình ấy, thì mình có cảm tưởng, có cảm nhận như thế nào? Gặp lại mọi người gia đình thì con cùng đi khất thực, rồi cha mẹ mình thì con cũng xem như cha mẹ người khác, con cũng bình thường. Mình thì cũng biết là nhờ họ mình mới có cái tính thân mạng này, cũng biết sinh thành mới để ơn dưỡng dục, thì mình cố gắng học tập để mình trả cái ơn sinh thành dưỡng dục cho họ. Mình cố gắng mình giữ gìn tinh tấn thêm năng mình học tập theo Đức Phật để mong là đạt được cái điều đó. Cái dự định thì con mình tiếp tục học tập bình thường, khất thực, sống chỗ này chỗ kia theo đời sống giới luật của Phật dạy. Phật dạy như thế nào thì mình làm như thế. Trong thời gian ông Thích Minh Tuệ dừng việc đi bộ khất thực, đã có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến việc tu tập của sư Thích Minh Tuệ. Được sự đồng ý của sư Thích Minh Tuệ, báo Người Lao Động đã có cuộc gặp gỡ phỏng vấn ông. Qua đó cho thấy sức khỏe sư Thích Minh Tuệ hoàn toàn bình thường. Sau khi dừng việc đi bộ khất thực vì quá đông người đi theo, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông, sư Thích Minh Tuệ đang tu tập trong một nơi vắng. Hàng ngày gia đình mang thức ăn chay để ông dùng một bữa trước ngọ như tâm nguyện của ông. Riêng hôm 10 tháng 6, ông bắt đầu đi bộ khất thực trong các khu dân cư gần đó. Sư Thích Minh Tuệ vẫn mong muốn tu tập theo con đường hạnh Đầu Đà của Đức Phật. Ông mong muốn những người hiếu kỳ, các YouTuber và TikToker không tụ tập gây mất an ninh trật tự và làm phiền đến việc tu tập của ông. Chia sẻ về lý do dẫn đến quyết định tạm dừng việc đi bộ khất thực của mình, ông Thích Minh Tuệ cho biết, con thì không có lý do gì cả, vẫn tiếp tục mong muốn được học tập, đi khất thực bình thường. Tuy nhiên, vì một số lý do nên đã tạm dừng để đảm bảo an toàn giao thông, tránh việc tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Bên cạnh đó, ông Thích Minh Tuệ cũng có những chia sẻ về việc sinh hoạt, tu hành và ăn uống trong thời gian này. Là mấy ngày trước có anh trai ngày nào cũng đưa cơm tới cho con, nhưng sống như thế con thấy không đúng với hạnh Đầu Đà. Ngày hôm nay con đi ra khất thực, tự mình ra tới nhà dân,
người ta cho cái gì, mình mang tới nhà hoang dùng và kiếm chỗ yên tĩnh để ngồi tu hành. Về dự định trong thời gian tới, ông Thích Minh Tuệ có chia sẻ, dự định là con vẫn tiếp tục tu tập bình thường, khất thực, sống chỗ này chỗ kia theo đời sống, giới luật của Đức Phật dạy. Phật dạy như thế nào thì mình sẽ làm như thế, sáng thì đi khất thực, chỗ nào bộ hành thì bộ hành, lúc khẩn thiết thì có thể tìm đến gốc cây, hang đá, khu rừng để ngồi thiền tu hành. Gặp ai hữu duyên thì chia sẻ với họ, tiếp tục học tập, tu hành. Bên cạnh đó, ông Thích Minh Tuệ từng chia sẻ, ông chỉ nhận vừa đủ một bữa ăn và nước uống vừa đủ dùng. Tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn, nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở, thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước. Thích Minh Tuệ nói, cũng có thể là do nhân duyên Phật Pháp, họ muốn đi thì đi, muốn về thì về, nhưng nhớ phải xin phép gia đình. Nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Đi là để tu tập, tu hạnh, giữ giới theo lời Phật dạy, chứ đi theo để nhận tiền, để phát tán tờ rơi hay để làm những việc gì khác thì những người đó tự chịu chứ con không liên quan tới họ, còn con không liên quan đến tổ chức gì cả. Trong hành trình tu hạnh 6 năm qua, Thích Minh Tuệ cho hay không dùng điện thoại và liên lạc về với gia đình. Tuy nhiên lúc nào ông cũng nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ và luôn cầu nguyện cho người thân, gia đình được may mắn, bình an. Hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời, mục đích không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật Pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi. Con chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người, khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình. Thích Minh Tuệ chia sẻ trước đây từng nghi ngờ những lời dạy của Đức Phật, nay chín chắn hơn nên muốn học tập, làm theo những lời dạy đó để xem có được hạnh phúc, an lạc không. Khi quyết định bỏ nhà, bỏ việc để bộ hành, bản thân ông đã suy nghĩ rất kỹ, sau đó mới xin phép bố mẹ lên đường. Bản thân Thích Minh Tuệ luôn tâm niệm làm theo lời Phật dạy để đền ơn, cầu nguyện cho người thân, gia đình được may mắn, bình an, luôn nhớ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Không có tài sản, vật chất, nhưng ông Thích Minh Tuệ cho người thân niềm tin là không bao giờ làm khổ họ. Ví dụ như để xảy ra vi phạm pháp luật hay làm ảnh hưởng tới các tổ chức Phật giáo. Trước đó, theo Ban Tôn giáo Chính phủ, việc ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ ẩn tu đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Ban Tôn giáo Chính phủ Bộ Nội vụ cho rằng, thay vì tôn trọng quyền cá nhân ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ, nhiều người tiếp tục tìm ông và gia đình ông để quay phim chụp ảnh, đăng tải các video với mục đích câu view, câu like. Mặc dù chính ông Thích Minh Tuệ đã không ít lần bày tỏ mong muốn của mình, nhưng nhiều người dân vẫn tiếp tục đi theo ông. Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, sau khi ông Thích Minh Tuệ dừng cuộc bộ hành để ẩn tu, các đối tượng chống phá đã lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo ở Việt Nam, đưa tin sai sự thật về việc phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo. Thậm chí, họ còn bịa đặt ông Thích Minh Tuệ bị bắt, cưỡng bức, buộc phải dừng việc tu tập. Thực tế, theo Ban Tôn giáo Chính phủ, sau những ngày ẩn tu, ông Thích Minh Tuệ đã chia sẻ tinh thần và sức khỏe vẫn tốt, đảm bảo để học tập theo lời Phật dạy. Ban Tôn giáo Chính phủ cho hay, mới đây gia đình ông Lê Anh Tú cũng đã có đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến ông Lê Anh Tú và gia đình ông. Cơ quan này khẳng định việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Quyết định dừng bộ hành để ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ cần được tôn trọng. Như báo Người Lao Động đã thông tin, trong bản tin thời sự 19 giờ tối ngày 9 tháng 6 trên VTV1, ông Thích Minh Tuệ đã có những trải lòng về việc tiếp tục bộ hành của mình. Theo bản tin thời sự của VTV, dự kiến của ông Thích Minh Tuệ là khi đi hết các địa phương trên cả nước, sẽ dừng chân tại một khu vực nào đấy, nếu thuận lợi, vài năm sau mới bộ hành một lần, chứ không phải lúc nào cũng đi. Chỉ khi không còn tình trạng đông người, đảm bảo an ninh trật tự, ông Thích Minh Tuệ mới tiếp tục bộ hành. Còn không sẽ an trú tại địa điểm nào đấy và khất thực ở khu vực gần. Chia sẻ trên VTV, ông Thích Minh Tuệ cho biết con sẽ ẩn ở núi, hang đá nào đấy rồi xuống gần làng đó khất thực, tu hành cho mình thôi. Có chú xứ an ổn thì mình cần như thế để học tập. Người tu cũng có thời gian an ổn, khi nào cần thiết mới bộ hành. Nhưng bộ hành phải được yên tĩnh giống như 6 năm trước, không có ai đi theo. Trước đó, tại phóng sự ngắn phát sóng trong bản tin thời sự 19 giờ của VTV1 tối ngày 8 tháng 6, ông Thích Minh Tuệ đã xuất hiện để trả lời phỏng vấn.
Ông cho biết tinh thần, sức khỏe vẫn tốt, vẫn đảm bảo để học theo lời Phật dạy được. Không có người dân đông như thế hay việc ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông xã hội thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi. Giờ nguyện vọng học tập của mình mà họ làm ra ách tắc, mình đi không được thì nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình ra đường mọi người đừng tập trung như thế để làm ảnh hưởng nhiệm vụ của mình, không học được nữa. Ông Thích Minh Tuệ chia sẻ trên VTV. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.